Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Micro Kết Nối. Và với Micro Kết Nối, chúng ta sẽ được gặp gỡ cùng với các ca sĩ trẻ, được lắng nghe tiếng hát của họ. Bên cạnh đó sẽ cùng trò chuyện về những chủ đề liên quan tới âm nhạc cùng với các bạn khán giả đặc biệt của chương trình. Và ở phần cuối của chương trình còn có một màn song ca, một màn kết hợp đúng nghĩa như cái tên của chương trình Micro Kết Nối giữa ca sĩ khách mời cùng với khán giả đặc biệt nữa. Quý vị hãy nhớ theo dõi cùng với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ đây, để biết được rằng ca sĩ khách mời sẽ cùng tham gia trò chuyện với Micro Kết Nối ngày hôm nay là ai, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần trình diễn ngay sau đây để biết rõ nha. Trên đôi giày mòn gót anh đã tặng, đôi tay em cầm một đóa thuốc cầu, lại hoa khi xưa anh thích em. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đất đã xa, em có mang chiếc radio cùng bài nhạc chờ em anh nghe. Em sẽ
Và thưa quý vị, đó chính là Nguyễn Kiều Anh. Yeah, xin được gửi lời chào anh Kiều Anh. Nguyễn Kiều Anh xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả của Micro Kết Nối. Và xin chào MC dễ thương đáng yêu của chúng ta Hoa Huy ngày hôm nay. Yeah. Kiều Anh rất là vui và hạnh phúc khi ngày hôm nay được tái ngộ cùng tất cả quý vị. Và hy vọng là những cái màn trình diễn ngày hôm nay và những lời chia sẻ tâm sự ngày hôm nay sẽ đem đến cho tất cả quý vị thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, những cảm xúc trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn Kiều Anh rất là nhiều. Và đúng như nghĩa Kiều Anh nói là bạn ấy tái ngộ cùng với khán giả, bởi vì là Kiều Anh là một cái gương mặt mọi người nghĩ là không quá xa lạ đối với tất cả quý vị khán giả của HTV của chúng ta, bởi vì mọi người đã thấy Kiều Anh cũng đâu đó một vài lần trong những cái chương trình biểu diễn trên sóng HTV rồi. Thế thì bây giờ ngày hôm nay mình sẽ đến với một cái phần cũng khá là đặc biệt, đó chính là những cái hashtag của chương trình. Yeah. Ở cái phần đầu tiên này, yeah, Quang Huy và chương trình sẽ đưa ra những hashtag liên quan đến Kiều Anh. Và nhiệm vụ của bạn là sẽ chia sẻ thật là nhanh, thật là gọn về những cái hashtag đó cho tất cả quý vị khán giả biết về bạn. Hồi hộp quá đi. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, hashtag đầu tiên, áo quần. Áo quân thì thật ra là một cái tên mà quý vị khán giả ưu ái cho Kiều Anh là đặt cho Kiều Anh là cô Á. Bởi vì khi mà Kiều Anh mới bước chân vào showbiz thì tham gia một cuộc thi thì cũng là Á quân. Và tất cả những cuộc thi sau này Kiều Anh thi cũng đều là Á quân. Mọi người hỏi là anh có buồn hay không, nhưng thật ra là anh cảm thấy là đôi khi cuộc sống á, nó sẽ, trong cuộc sống của chúng ta sẽ xảy ra rất là nhiều thứ và nó sẽ đem tới chúng ta những cái gì đặc biệt nhất. Ví dụ như anh mà quán quân hay anh giải nhất thì mọi người đâu có đặt cho anh cái nhân sinh là cô Á. Thì thật ra là kiểu anh cảm thấy rất là hài lòng và hạnh phúc những gì mình đang có. Vấn đề là chúng ta chọn góc nhìn của mình tích cực hay không thôi. Và đó là những điều rất tích cực từ Kiều Anh. Hashtag thứ hai đó chính là hashtag cải lương. Trời ơi, bữa nay là anh đã chọn một cái áo sen hồng, đó là một cái áo mà gọi là quý vị sẽ cảm thấy là con gái Đồng Tháp là hơi bánh bèo rồi đó, đúng không? Tại vì Kiều Anh thật sự là Kiều Anh có đi đâu có mạnh mẽ, nhưng mà khi mà về Micro Kết Nối cũng như là tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì Kiều Anh cũng sẽ là Kiều Anh của trước đây thôi. Tại vì tất cả mọi người đều biết anh là xuất thân là ca sĩ theo cái nôi cải lương. Sau này thì Kiều Anh được quý vị ưu ái thêm những dòng nhạc khác, nhưng mà thật ra là vẫn là cái nôi của mình. Ngày hôm nay thì mặc áo màu sen hồng để quý vị nhớ là Kiều Anh đã từng hát cải lương. Dạ, bây giờ mình quay lại cái nôi chút xíu, mình hát một đoạn cải lương câu nhỏ nhỏ thôi. Ok, ok, bây giờ anh hát một câu hơi thính thính chút xíu ha. Dạ, yeah, ok. Yeah. Anh nói với em khi mình non duyên non nở thì một lá trầu xanh cũng nên dở non trong. Tuyệt vời. Dạ, đó chính là lý do mà có cái hashtag cải lương nha mọi người, chứ không phải khi không mà tụi tôi đưa vào. Hashtag tiếp theo, khùng. Hơi thật, hơi chân thật chút xíu, nhưng mà không sao, tại vì sao mọi người ai cũng nói anh là lên sóng truyền hình anh là một con người khác. Nhưng thật sự là khi mà ở ngoài thì anh là một con người khác, nhưng mà cũng có rất là nhiều anh chị em ở trong nghề nói là anh hãy show những cái con người của anh ở bên ngoài lên sóng truyền hình đi, biết đâu quý vị khán giả lại tìm thấy một cái góc nào đó tích cực và yêu thương kiểu anh nhiều hơn nhờ cái tính khùng điên đó kiểu anh. Thật ra anh khùng điên là do thật ra là anh rất là cởi mở, nhiệt tình với tất cả mọi người và luôn hòa nhập, luôn đem rút ruột rút gan của mình ra để kể những cái câu chuyện của mình cũng như mọi người để đem tới niềm vui và cảm xúc cho mọi người, nên là mọi người hay kêu anh khùng mình đi gì đó. Nhưng mà thật sự là có ok, bây giờ tiếp tục hashtag thứ tư. Nghệ sĩ cộng đồng, cái này hay đó. Thật ra là cái này muốn chia sẻ nhanh thì anh sinh ra và lớn lên trong một cái môi trường gia đình và không được hạnh phúc và trong một cái gia đình rất là khó khăn, nên là khi mà Kiều Anh lớn lên và Kiều Anh có được một vị trí nhất định của Kiều Anh á trong xã hội thì Kiều Anh luôn mong muốn đem những cái tích cực của mình và đem những cái mối quan hệ của mình, những cái gì mình có để trao cho tất cả mọi người khó khăn. Thì Kiều Anh đã làm là một cái dự án cộng đồng là Lanh Quanh Tour. Thật ra là vì cái tình hình là dịch trong những năm vừa qua thì Kiều Anh chưa có thể làm một cách rộng rãi được, nhưng mà hy vọng là sau chương trình này Kiều Anh sẽ có nhiều động lực hơn và Kiều Anh sẽ có thể thực hiện dự án cộng đồng đó đến cho tất cả mọi người. Yeah, tuyệt vời. Và bây giờ thì với hashtag cuối cùng thôi, dự án âm nhạc mới nhất. Dự án âm nhạc mới nhất thì thật ra là Kiều Anh đã chuẩn bị trong suốt những tháng vừa qua rồi và đang trong công tác tổng kết lại tất cả mọi thứ. Thì Kiều Anh sẽ cho ra mắt một cái series âm nhạc. Còn series âm nhạc như thế nào thì hy vọng là cho Kiều Anh giữ riêng cho Kiều Anh một tí xíu, để có khi mà quý vị thấy Kiều Anh ra mắt thì quý vị sẽ ngạc nhiên hơn, có nhiều cảm xúc hơn. Chứ bây giờ mà nói thì chắc có lẽ cũng không có còn gì để mà mới mẻ nữa. Kiều Anh hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ trong dự án sắp tới của Kiều Anh.
Tuyệt vời, như vậy là Kiều Anh đã hoàn thành xong năm hashtag của chương trình một cách gãy gọn, chỉnh chu nhất, đầy đủ nhất có thể từ tất cả quý vị. Và bây giờ đây thì để khép lại phần này, chắc là Kiều Anh sẽ có một món quà âm nhạc dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Kiều Anh sẽ chọn các khúc nào để dành tặng cho mọi người ngay lúc này đây? Đương nhiên là Kiều Anh tới đây với tất cả quý vị khán giả thì sẽ đem đến những cái món ăn tinh thần về âm nhạc cho tất cả quý vị khán giả rồi. Và một ca khúc mà do chính Kiều Anh sáng tác luôn, viết về mối tình đầu của Kiều Anh, ca khúc được mang tên là Muốn Nói Yêu. Và sau đây Kiều Anh xin phép mời tất cả quý vị khán giả cùng thưởng thức ạ. Tuyệt vời, đó chính là ca khúc Muốn Nói Yêu với phần thể hiện của Kiều Anh. Và giọng hát rất là tuyệt vời và rất là cảm xúc luôn á. Đó là một món quà rất đặc biệt cho tất cả quý vị khán giả. Thật là quá cảm xúc, tại vì trong âm nhạc và cũng như trong tình yêu á, thì cái việc mà cảm xúc mà khiến cho mình có nhiều động lực để viết một bài hát hay làm một tác phẩm nghệ thuật đều là mối tình đầu, có công nhận không? Đúng, đúng, thấy không? Không bao giờ mà mình có thể quên được mối tình không biết mối tình đầu.
chưa yêu hả? Trời ơi, quý vị ơi, thì Kiều Anh ngồi đây là đổi sắc mặt luôn nè. Tại vì anh yêu rất là nhiều, anh yêu nhiều, chia tay nhiều, đổ vỡ nhiều và cảm xúc rất là nhiều. Tình yêu có thể nói là một cái gì đó rất là nhạy cảm. Ừ. Kiều Anh có thể nói so sánh nó giống như một cái căn bệnh. Dạ. Mà chưa có vaccine gì đó, dạ. Nó có thể tái đi tái lại nhiều lần, yêu rồi chia tay, yêu rồi chia tay. Nhưng mà Kiều Anh nghĩ càng yêu chúng ta sẽ có càng nhiều cảm xúc trong con người chúng ta, trải qua yêu thương, đau khổ, chia ly mất mát thì đều là khiến chúng ta cảm thấy trưởng thành hơn lẫn cả tình yêu trong cuộc sống. Nên là khi mà người ta nói là yêu là chết trong lòng một ít hả, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu hả? Đúng rồi. Nhưng không, anh vẫn yêu thôi. Dạ. Thì, không đồng ý. Không, mình đẹp, mình trẻ thì mình nên yêu. Tới khi nào mà chúng ta không thể yêu nữa thì thôi. Tuy nhiên thì nói về câu chuyện tình yêu thì Huy cũng có một cái chủ đề muốn trò chuyện cùng với lại Kiều Anh và tất cả quý vị khán giả ngay lúc này. Đó chính là kỷ niệm trong tình yêu. Kỷ niệm trong tình yêu. Nhắc tới kỷ niệm trong tình yêu thì Kiều Anh nghĩ đến điều gì ngay trong đầu của mình lúc này? Kiều Anh nghĩ đó là những cái ngày tháng mà mình sống trong những cái ngày mà mình nhớ về những cái kỷ niệm, tức là trong cái giai đoạn chia tay á. Anh không hiểu lý do tại sao nhưng mọi người nói anh là một người thích sống trong nỗi buồn nha. Nên khi chia tay rồi thật sự là không còn buồn nữa rồi. Tại vì nó đã tới cái giai đoạn là mình nhớ là những cái kỷ niệm đẹp rồi. Rõ ràng là Huy có công nhận với anh không? Khi mà mình buồn, mình đau khổ thì rõ ràng cái tình yêu đó là tình yêu đẹp. Đó, đúng. Nên khi mình chia tay mình mới đau khổ, mình mới phải suy nghĩ và mình phải tiếc nuối. Nên là mỗi tình yêu trôi qua đều là những kỷ niệm đẹp. Và khi mà anh nghĩ nhiều về kỷ niệm đẹp, tức là trong giai đoạn mà anh đang phải chia tay và chấp nhận một cái tình cảm nó đổ vỡ đó. Là lúc nào kỷ niệm cũng ùa về với anh hết. Và anh công nhận là tình yêu nào cũng đẹp. Thì rõ ràng là tình yêu thì luôn luôn sẽ có những cái nỗi niềm, những cái kỷ niệm riêng của nó. Có những kỷ niệm vui nè, kỷ niệm buồn nè, có những kỷ niệm mất mát nè. Và ngay lúc này đây thì khi mà nói về kỷ niệm trong tình yêu thì Huy muốn mời Kiều Anh và tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi, cùng lắng nghe một ca khúc với tiếng hát của bạn khán giả rất đặc biệt. Sẽ cùng giao lưu với tụi mình ngay sau khi bạn ấy thể hiện ca khúc này. Đó chính là ca khúc Vết Mưa. Có một điều quan trọng là cái cảm xúc của nhân vật trong đây là một cái bạn dưới trời mưa nhớ là những cái kỷ niệm tình yêu. Nghe thôi đã thấy buồn nhưng mà không biết rằng bạn của chúng ta thể hiện như thế nào. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi nha. Thank you.
hết nỗi đau ấy. Anh sẽ quên những yêu thương anh viết riêng cho em. Khi cầu vồng lên sau cơn bão giông, anh sẽ đi qua yêu thương không còn vấn vương. Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi con cho anh quên đi lạnh giá. Chẳng nói nên lời, mưa rơi sẽ tan bằng hình, vì dần này em quay đi, buông tay anh trong chiều gió lạnh. Tuyệt vời, giờ mình trọng tay thật lớn dành cho bạn Lê Hưng với ca khúc Vết Mưa vừa rồi ạ. Cảm ơn Lê Hưng rất là nhiều. Và cũng xin giới thiệu với tất cả quý vị, Lê Hưng là top 3 của cuộc thi chung cuộc tháng của nhà hát ca của HTV. Cho nên mình thấy là hồi nãy bạn ấy cũng thể hiện rất là tuyệt vời đúng không nào? Anh thấy như thế nào? Kiều Anh cũng rất là vinh dự khi được tham gia là khách mời của một số ở nhà hát ca. Và Kiều Anh thật sự là con rất là ngạc nhiên với khả năng ca hát của tất cả các bạn, mà ngày hôm nay còn nghe top 3 hát nữa thì rõ ràng là Kiều Anh cảm thấy là quá chất lượng. Dạ. Một chàng trai có giọng hát rất là ấm. Nhìn ở ngoài cũng thấy ấm nữa đúng không? Chưa, nhưng mà bật mí thêm cho Kiều Anh đó tất cả quý vị, bạn này là giáo viên. Mà nhà của bạn là ở Biên Hòa, Đồng Nai nha. Mà nghe thấy quay chương trình của mình là lên đây để gặp Kiều Anh, có nghĩa là rất là ngưỡng mộ Kiều Anh đó nha. Trời ơi, cơ hội lâu mới được gặp một lần. Bây giờ Hưng giới thiệu chút xíu về bản thân mình cho tất cả quý vị khán giả được biết đi nè. Dạ. Em xin chào tất cả mọi người, em là Lê Hưng và em hiện tại là giáo viên âm nhạc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Và hôm nay rất là vui khi mà em có mặt ở đây để mà tham gia chương trình cùng với anh Huy và được gặp chị Kiều Anh là thần tượng của em. Rất là hào hứng và rất là vui khi mà được tham gia chương trình cùng với hai anh chị ạ. Dạ, cũng mong rằng đây là một cái kỷ niệm đáng nhớ của Hưng với lại Micro Kết Nối cùng với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nhé. Tuy nhiên bây giờ mình nói về một chút xíu về cái câu chuyện, cái chủ đề ngày hôm nay, đi kỷ niệm trong tình yêu. Hát ca khúc vừa rồi em có nghĩ là cái kỷ niệm nào về tình yêu của mình không? Chia sẻ thêm cho mọi người với. Thì em cũng còn trẻ tuổi nên là chắc không có yêu nhiều bằng chị Oanh. nhưng mà em nghĩ là khi mà mình hát cái khúc này thì em đã có gọi là áp dụng vào đó những cái gọi là những cái kỷ niệm mà mình có được, cũng như là những cái trải nghiệm của bản thân mình. Thì đây là một ca khúc rất là hay, rất là tự sự của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Và em nghĩ rằng là ai cho chúng ta rồi cũng sẽ có những kỷ niệm về tình yêu trong cuộc đời thôi, nên là chúng ta cứ hát một cách rất là mộc mạc và trong sáng nhất có thể thì bài hát nó sẽ tự nhiên nó hay và chạm đến lòng người thôi ạ. Tuyệt vời. Còn đối với Kiều Anh, khi nhắc tới kỷ niệm trong tình yêu thì một trong những cái ca khúc mà thể hiện rõ ràng nhất cái kỷ niệm mà bạn mong muốn chia sẻ với tất cả mọi người sẽ là ca khúc nào? Thật ra là khi mà nhắc tới kỷ niệm tình yêu thì mọi người sẽ nhắc ngay đến mưa, những vết mưa, những cái hạt mưa đúng không? Nhưng mà rõ ràng là để mà khi mình nhớ tới những cái hạt mưa hay là hạt nắng thì rõ ràng mình phải đi tìm lại. Mình phải tìm ra những cái ký ức của mình, những kỷ niệm của mình. Nên là khi mà Huy nhắc tới vấn đề là khi nhắc tới tình yêu thì anh sẽ nghĩ ngay đến điều gì, là anh sẽ lục tìm. Anh sẽ kiếm tìm những ký ức, những kỷ niệm. Và Kiều Anh cũng rất là mong muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả một ca khúc mà sáng tác của người anh rất là thân yêu của Kiều Anh, người anh Phạm Toàn Thắng, đó là bài hát Tìm. Và đây cũng sẽ là ca khúc mà Kiều Anh song ca cùng với Lê Hưng đúng không? Dạ. Rất tuyệt vời, thưa tất cả quý vị khán giả. Bây giờ đây còn chờ đợi gì nữa, hãy cùng lắng nghe phần song ca cùng với Nguyễn Kiều Anh và bạn Lê Hưng với ca khúc Tìm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng quý vị nha. Giấc mơ trôi theo từng áng mây, tìm về quá khứ. Anh nhớ một ngày có ai bên cạnh,
Có những khi nỗi đau trôi theo từng giấc chiêm bao, để ngày mới đến người đã ở lại trong đôi mắt. Có khi giận hờn tiếng yêu chẳng thành công, nhưng trái tim em vẫn bồi hồi ngỡ như thật gần, ngỡ như là mãi mãi. Quay lưng để rồi một ngày ta đánh mất, đã bao nhiêu ngày tháng trôi, nắng mưa vẫn còn ở lại. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời, giấc mơ sẽ tan khắp nơi, để ta xây lại từ cát bụi, tìm mãi nụ cười trong mắt thôi. Giấc mơ trôi theo từng áng mây, tìm về quá khứ. Anh nhớ một ngày có ai bên cạnh. Có những khi nỗi đau trôi theo từng giấc chiêm bao, để ngày mới đến người đã ở lại trong đôi mắt. Có khi giận hờn tiếng yêu chẳng thành công, nhưng trái tim em vẫn bồi quý vị khán giả thân mến, đó chính là ca khúc Tìm với phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Kiều Anh cùng với bạn khán giả rất đặc biệt của chương trình của chúng ta, đó chính là bạn Lê Hưng. Một lần nữa thì Quang Huy xin được cảm ơn Kiều Anh cũng như là cảm ơn Lê Hưng đã dành thời gian đến tham gia cùng với chương trình. Kiều Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khán giả đang nghe Kiều Anh và cũng như là Lê Hưng hát và tâm sự. Cảm ơn Quang Huy ngày hôm nay đã dành thời gian. Kính chúc tất cả chúng ta sẽ mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống ạ. Em cũng rất là xin cảm ơn đài truyền hình HTV cũng như là ban biên tập đã cho em cơ hội được có mặt trong chương trình ngày hôm nay, ngồi cùng với em anh MC và chị Kiều Anh để có thể gửi đến quý vị những ca khúc thật là hay và nói về những câu chuyện tình yêu thật là đẹp của chúng ta. Cảm ơn em rất là nhiều. Và quý vị khán giả thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Micro Kết Nối cũng đã hết. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi để gặp gỡ với các ca sĩ trẻ đầy triển vọng và những bạn khán giả rất đặc biệt của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì Quang Huy và Kiều Anh cũng như là Lê Hưng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.